bà cụ tiểu đường mắc ra thấy không? Cụ tiểu đường này là đi đến đây tu là không có con cái gì mà nó biết ở đây. Mắc rồi, đi thiêu hôm qua rồi mà không biết con ở đâu luôn. Người ta thấy khổ quá, người ta dẫn đến. Mà bà này không phải khổ, bà có tiền rất là nhiều, mà con của bà lấy hết trơn. Rồi cuối cùng bà bỏ nhà bà đi. Vậy mà bà vẫn còn cầm trong người bà một cây vàng bà 80 triệu. Khi đi vô chùa bà vẫn còn nhiều đó đó. Thì những đức nghe tin bà còn vàng, bà còn tiền, những đức nói cái bà này gần chết rồi, không giải quyết vấn đề này thì sao bà này trở ngại, mà cũng không được lợi ích gì cho bà. Cuối cùng những đức kêu ra, mấy cô đẩy xe lăn ra. Những đức hỏi bà vô chùa tu, những đức lo cho bà hết trơn mà còn giữ vàng trong túi chi à? Nó nói sao thầy biết? Sao không biết? Nhìn là biết bà còn vàng ở trong túi bà kìa. Bà còn giữ tiền chi nữa? Bà ở đây thì những đức hỏi bà giữ hai cái thứ này, rồi mai mốt bà chết đi rồi bà được cái lợi ích gì? Bà nói con định để cái này là sau này con mất đi là nhờ thầy lo đám rồi cho con. Những đức nói bà không có một cách cũng lo nữa. Chứ không lẽ để bà sình thúi, đúng không? Chúng ta sao lo những cái chuyện mà không cần thiết lo không à? Mình chết rồi là có người chôn, có người đi thiêu rồi, yên tâm đi, đừng có lo. Không có ai để thúi đâu mà sợ, đúng không? Cái chuyện mà lo quan tài và lo chỗ chôn, con người tu đừng có lo chỗ này, đừng có lo, cũng có người lo nữa. Tu không tu gì người ta cũng lo cho quý vị cái chỗ chôn mà, và cái chỗ đi thiêu à. Yên tâm đi, chỗ này không cần lo. Mà lo, việc quan trọng nhất là lo cái gì? Lo mình chết đi đâu à, lo mình chết đi đâu, chứ không phải là lo chỗ chôn, lo chỗ thiêu, đừng có lo. Cái người không biết họ mới đi mua một cái chỗ mà gọi là nhiều tiền. Đây là phong thủy tốt, không có tốt gì hết trơn á. Cái phong thủy tốt là do cái hành động của người làm ông bà kia tốt, rồi dạy con cháu tốt. Mà cái đức để lại là do hành động tốt, chỉ dạy con cháu tốt, thì đây gọi là phong thủy tốt. Còn bây giờ làm ác quá trời luôn mà tự nhiên mua một cái chỗ sang trọng, cái chỗ tốt, mảnh đất tốt, phong thủy tốt, thì chôn vô đó, chôn vô nó vẫn là không tốt. Tại vì sao? Vì mình tạo nghiệp. Nên cái người có phước đi đến một cái mảnh đất khô cằn thì cái mảnh đất này màu mỡ. Cái người vô phước để là mảnh đất màu mỡ, mảnh đất trở thành khô cằn. Quý vị nhớ, bây giờ thí dụ những đức niệm Phật vậy đi, quý vị đưa những đức đi đến một cái nơi nào khô cằn đi. Quý vị cắt cho những đức một cái ngôi chùa, quý vị để những đức ở đó đi. Rồi tự nhiên những đức sẽ rủ vài người đến niệm Phật, rồi quý vị coi năm sau quý vị sẽ thấy à. Nơi đó nó phù hoa liền, không nói chứ. Bây giờ nguyên một cái núi thiệt là cao như chùa Vạn Linh rồi đi. Không phải núi Không Cấm, chứ không nói chùa Vạn Linh. Núi Không Cấm nó cao vậy đó, thấy không? Nó thiệt là cao vậy đó. Quý vị cho những đức đi lên đó, quý vị cho những đức niệm Phật đi. Rồi những đức niệm Phật ở trên đó, quý vị coi ở đây cũng đi lên trên đó nữa. Ở đây cũng đi lên trên đó đó, chứ đừng nói cho quý vị biết đó. Nó lạ như vậy đó. Chỉ cần có một phương pháp tu, có người thuyết pháp là người ta sẽ đi liền. Con người ai cũng muốn lìa khổ được vui hết quý vị à. Nên người ta đi đến nơi nào mà người ta được an vui là người ta sẽ tìm đến à quý vị à. Phải nhớ đó nghe. Đừng có nói là cái nơi đó là nó không có phương tiện, hoặc là cái nơi đó là thâm sơn cùng cốc. Tại vì cái nơi đó không có cái người tu hướng dẫn người ta. Nếu cái nơi đó mà có người tu hướng dẫn người ta là dù ở khó người ta cũng leo lên. Khó cỡ nào người ta cũng leo hết chứ nha. Còn bây giờ ngay mặt tiền luôn mà không có ai hướng dẫn người ta tu, người ta cũng không đến nữa. Thì quý vị tính ra chỗ này, quý vị sẽ tính ra phong thủy tốt, phong thủy xấu liền. Cái phong thủy tốt là do lòng người nó tốt, nó là phong thủy tốt. Còn cái lòng người nó xấu rồi, dù cái nơi mặt tiền nó cũng trở thành xấu à. Hiểu không? Nên từ nơi đó đừng có bỏ một số tiền thiệt là nhiều mà mua một cái phần đất để mà chôn. Lấy cái số tiền nó đi làm từ thiện, thì quý vị chôn ngay cái chỗ hầm rác đi chăng nữa, bây giờ nó cũng tốt nữa. Tại vì sao? Vì cái việc làm thiện nó tốt, cái việc tu nhân tích đức nó tốt. Còn cái xác này nó thúi hình, nó thúi còn hơn rác nữa. Nên chôn ở đâu cũng được hết trơn á. Hoặc là tiện nhất đem đi đốt một phát, cầm miếng cho, rải ra biển rồi. Trời tổ sư đồ này kia rồi, như ngày hư văn, ngày mất rồi, ngày di chúc lại, khi ta chết đi, cuộc đời của ta sống tu hành đều kết duyên với chúng sanh, tất cả chúng sanh ta đều kết duyên. Nên khi ta chết đi, đệ tử ta giúp giùm ta một chuyện. Chuyện gì thầy? Chết đi, xong rồi đốt, đốt cho đặc biệt, rồi lấy xương đồ của ta xây ra giùm nghe, nhuyễn nghe không, xây nhuyễn ra, xây nhuyễn xong
nắng cùng với bột, trộn thêm một chút đường muối bột ngọt vô cho nó ngon. Chắc chiên xù. Làm gì? Đem mấy cái này nắng ra từng viên đem ra biển liền xuống cho cá ăn, để ta kết duyên với loài thủy tộc thôi. Cả đời tu phước tu duyên, chết rồi còn phải kết duyên với chúng sanh như vậy. Cả cuộc đời là kết duyên với chúng sanh. Tại sao những đức làm cái việc mà quý vị coi hướng dẫn người đi đâu cũng đem máy niệm Phật theo, gặp chỗ đông đông người là sạc vào liền. Những đức đi đến siêu thị, những đức ngồi bên ngoài, những đức niệm Phật. Mấy cô đi vô siêu thị mua đồ, những đức cầm theo cái máy, những đức nói cầm vô đi theo. Đi đến chỗ nào đông đông sạc vô giùm tôi cái chút, bật lên, bật gì vừa, bật lên, nghe không? Đó. Rồi có nhiều người người ta đem câu ai Phật ta dán tùm lum tùm la chứ. Nhưng nhớ nè, dán thì tốt, nhưng mà đừng có dán tầm bậy vô nhà người ta chưa cho phép. Có ngày người ta quýnh sưng mỏ đó. Đừng có nói cái chuyện giỡn chơi. Hội là thôi. Ví dụ như ngôi chùa người ta không niệm Phật tu thiện em đã dán rồi. Có ngày người ta xốp quý vị đó. Ví dụ như ngôi chùa người ta niệm, ví dụ như A-mi Đà Phật, mình niệm A-di Đà Phật, mình đem cái chữ A-di Đà Phật mình dán ngay ngôi chùa A-mi Đà Phật, người ta không chịu á. Hiểu không? Mình phải làm sao cho nó phù hợp. Mình làm sao cho nó phù hợp nghe. À, rồi như thế nào mà đem đến ngay cái nhà đạo Thiên Chúa giáo bị dán chứ ai giờ là Phật vô. Hôm ngày nó quýnh vì le lử luôn cho duyên, kết duyên. Kết duyên không đúng nơi đúng chỗ, hiểu không? Mình phải làm sao cho nó phù hợp đúng nơi đúng chỗ. Từ khi cái nơi đó là vang vắng, cái nơi đó là không dính dáng cái gì cả. Một cái cây, một cái trụ đèn gì nó không dính dáng, hiểu không? Còn cái việc mình thí dụ như ngay nhà mình thì được, nhưng mà bị đi xích tầm bảy tầm bạ phải xin người ta. Xích tầm bậy tầm bạ hoặc dán câu ai Đà Phật thì mình lỡ mình xin nhà người ta, mình nói cô chú ơi, cái sau hè nhà này cho con dán cái chữ ai Đà Phật ở đây được không cô chú? Người ta nói à, được con dán đi, thì mình dán. Chưa xin gì chứ mình dán vậy bạn, người ta quýnh mình đó. Nói chùa mình có ông thầy, ông ông nghĩ kết duyên chữ ai Đà Phật đặc biệt. Cuối cùng mới hổm á, ông lạng ngồi kia ngay cái phòng bảo vệ của người ta. Người ta thì người ta canh ngoài trước, ổng thì ổng ra phía sau. Ông lấy cái cây mà cái bình xịt á, rồi ổng làm cái chữ A Di Đà Phật sẵn á, chứ ổng in vô trong cái tường người ta, cái ổng xịt xèo, cái ổng buông ra cái thành cái chữ A Di Đà Phật là mưa này nó cũng không bao giờ mà trôi được luôn. Còn cái kia dán giấy thì nó còn bị tan ra, còn cái này á là ổng xịt rồi là nó cứ ngắt luôn quý vị. Vậy mà ảnh xịt xong rồi chạy xe về đi. Xịt xong rồi còn đi vòng vòng kiếm chỗ xịt nữa. Cuối cùng bảo vệ nó ra, nó gặp nó lần. Ê, thằng đầu chọc mày làm gì mày? Nó đâu có biết tôi về đâu. Nó không biết tôi đâu biết như tao chọc. Đứng lại, làm gì đây? Xịt ai với Đạo Phật? Ai với Đạo Phật gì? Xóa giùm cho tao. Những đức nói, nó không quýnh ông là mai vậy. Gian mà không ngoan chút nào hết chứ. Gian gì Phật Pháp mà không ngoan. Xịt xong leo xe chạy về đi. Cô đi vòng vòng chi nữa trời, đã ăn trộm lấy đồ được mà còn đi lanh quanh nhà người ta nữa, để cho ta chụp đầu lại, hiểu không? Nên thấy không, nó đó là những cái kinh nghiệm mà những đức nhắc nhở khắp nơi nơi, nghe không? Dán cái chữ A Di Đà Phật phải coi đó, không có giỡn đâu. Tầm bậy tầm bạ có chuyện đó trời. Với cái tôn giáo nó không giống nhau mà đừng có đi dán tầm bậy tầm bạ, hiểu không? Cái đặc biệt nhất của quý vị là đeo máy niệm Phật là hay nhất à. Đeo máy niệm Phật là cá nhân của mình, cái máy nhỏ nhỏ đó là hay nhất luôn á. Còn tiện bề nhất mà đi nguyên phái đoàn thì kéo cái lo bật lên, đi đến đâu mà ta kêu tắt thì mình tắt. Kêu tắt cũng dính rồi, còn sợ gì nữa. Quý vị bây giờ quý vị đi đến một cái núi nọ hay là một cái nơi nào đông y hay cái chợ gì hay một cái khu du lịch gì nó to thiệt to, quý vị nói mà bịt khẩu trang mà đội nón lên, lỡ có nó có liện đá thì không có trúng đầu. Thì bắt đầu bị bắt cái lo thiệt lớn, bị kéo cái tiếng nhận đức nghe Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái kiểu đó rồi đi một vòng ngang nó đi bảo vệ lỡ kêu tắt dính hết trơn rồi, còn cái gì nữa nó nghe hết trơn rồi, thì nó nghe rồi nó mới kêu tắt. Nó mình hỏi ngược lại, ủa làm gì kêu tắt? Thì niệm Phật, niệm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, dính rồi tắt. Thấy không? Một câu vậy thôi nó cũng dính rồi đó. Thì vị biết đi vô vậy kêu tắt, tắt là dính hết trơn rồi còn gì nữa. Tắt. Mà mình vì chúng sanh là như vậy đó, nó tùy duyên không có chuyện xảy ra. Còn mình xích mình dán vô nhà người ta là cẩn thận đó nghe. Chứ giỡn đâu trời. Lu bu đó.
Thấy không? Nên nhiều cô cũng muốn kết duyên, mấy bà đi dán tùm lum tùm la. Dán có ngày bà nói ông thầy Nhân Đức chỉ lỡ đi nó kiếm chuyện như Đức luôn luôn. Nên mấy bà thì mấy bà rồi gan lắm, nhưng mà có chuyện gì là mấy bà ơi đổ thừa lắm, kỳ cục lắm trời. Nên Nhân Đức nhắc rất là kỹ lưỡng, rất rõ ràng. Nên cả cuộc đời này của chúng ta thích tu phước tu duyên. Nên người tu tịnh độ duyên phước nó phải cực kỳ lớn. Cả con ruồi, con mũi, con kiến cũng tu phước tu duyên cho nó luôn. Chăng thật mà làm đi, gặp mười mấy năm làm nè, chưa bao giờ ngại nha. Gặp một ổ kiến bụi chà bá, vừa gặp một cái nha, người ta đang đi qua đi lại ào 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 ào, tự nhiên ngồi xuống à. Ai cũng hết hồn, tưởng đâu ông này khùng cái gì. Ngồi xuống chắp tay lên nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Này các Bồ Tát kiến ơi, nên chân thật niệm Phật về cực lạc nghe không? Đời đời kiếp kiếp gặp nhau chúng ta đều là bạn lữ cùng tu về cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Kệ xong rồi đứng lên đi, ai nhìn kệ mày. Không có sao, quan trọng hết chứ, đúng không? Mười mấy năm nhiệt tình mà làm luôn. Chắc là cái nhân duyên của những đức mà nó mở rộng ra từ những cái việc làm như vậy. Mà bây giờ con nít nó cũng nghe những đức nói chuyện, nó bị nghĩ đi. Nó có khi mấy con kiến nó một chút bị người ta dẫn chết queo, mà nhờ cái quy y niệm Phật cho nó nghe đó mà nó tái sinh. Quý vị coi như coi phim Lục Tổ Quy Năng phải không? Ngài phải là con cọp mà ngài cũng quy y cho nó, thấy chưa? Cái đó là công phu quá cao. Cỡ những đức mà gặp cọp là trốn. Tại vì mình chưa đạt đến công phu mà nó gặp mình nó từ bi. Tại cái từ bi của mình nó còn bé quá, phải không? Còn Lục Tổ Huệ Năng thì là tổ sư tu hành đắc đạo. Đã là đắc đạo đến cái cực điểm như Phật rồi thì con Phật giữ gì mà gặp Phật cũng từ bi, gặp Phật cũng không dám, hiểu không? Còn cỡ mình trò chưa. Khuyên người ta niệm Phật chứ mình còn dữ lắm, cái tạp khí nó còn xấu nhiều. Nên từ nơi đó mà mình mà gặp Lục Tổ làm như vậy, mà mình gặp cọp mình cũng nhào lên mình quy y, nó sực một cái đứt cái lông mũi. Chứ đừng có nói cái chuyện đùa, nói cái gì nói rõ ràng. Chứ gặp nhiều người cứ gặp con gì cũng đưa vô quy y, đưa cái miệng vô nó cắn một cái đứt cái miệng luôn. Có cái bà kia mà quy y cho cái con chim mỏ nhọn á. Trời ơi trời, quy cho con chim vô mỏ nhọn, con chim nó giữ ác đạn luôn. Mà cái chân dài dài mà cái mỏ nhọn quét vậy nè, tự nhiên con chim mỏ nhọn thì đưa cái mặt xa xa, đưa cái mặt xa xa con quy y đi. Chọn là chọn con chim nó mỏ nhọn, con chim nó giữ ác đạn, bà đưa cái miệng vô quy y Phật. Trời ơi, vừa quy y Phật xong mới quy y pháp, vừa quy y tăng là cái bụp ngay cái miệng. Quất lỗ ngay cái miệng luôn. Trời, sao mà vậy mà đi lại chùa mình tu còn nói với những đức nữa. Thầy con quy y cho nó, mới có quy Phật quy pháp chưa quy tăng là nó vớt cái miệng lỗ, cái miệng lủng lỗ rồi. Những đức nói ai muộn mà ngu chứ. Nói trời là cho bà vậy ác đạn. Đã là chân dài mỏ nhọn là cái thứ này nó không giữ. Bà quy y bà đưa cái mặt bà xa xa ra, ai mà mượn bà đưa cái miệng vô kế mình nó mổ bà gắt chứ. Thầy trời ơi, tưởng đâu gặp thầy chỉ, thầy tội nghiệp con mà thầy còn chửi con ngu nữa. Thầy bà ngu thiệt. Nhân đức mà ngu như bà chắc nó cũng mổ mấy cái. Trời ơi, đúng là kinh khủng thiệt. Nên nói ra để cho nhiều bà mà khôn chút xíu, mai mốt mà gặp gắn hổ rồi đưa vô. Gặp tao mua gắn hổ gì, đưa cái miệng vô quy y nó vớt cái chào bọt tại chỗ chết quẹo. Nó chịu thua luôn. Thôi từ bi mới có trí tuệ nghe chưa. Ôi ô làm cái chuyện quá lâu, nó phải có trí tuệ kìa. Làm tao bảy tao bả là chết, thấy không? Nó như khỉ đồ này kia đồ á. Đừng có đưa cái mặt gần gần vô, đang quy nó lấy cái miệng cái tay nó vỗ vô cái mặt một cái nó quào một cái chày mặt chày mày, biết chưa? Nên từ nó kiến rồi thì được. Dán chuồn chuồn châu chấu rồi thì cứ quy thoải mái thôi con, gì mà giữ giữ thôi, mình đứng từ xa mình nhìn nó thôi. Quy Phật không đòi điểm. Thì gặp mấy con mấy mỏ nhọn nhọn cái gì thì mình vừa quy y mà vừa nhắm á, không quy y nó nhìn mình làm nè, em không? Nên nó tiếu vô cùng luôn. Trời ơi, có nhiều cái đúng là mắc cười ghê. Ở nơi mà sao ta đem nhiều chuyện cho mình nghe.
Nhiều thứ mình nghe cái gì người ta cũng bàn với mình chứ. Hay không? Ở một nơi mà cái gì người ta cũng đem lại người ta bàn á. Xin thưa quý vị nghe, chồng đánh cũng lỡ mét mà. Mà lỡ mét thì mình phải nghe chứ không lẽ mình không nghe. Bây giờ mình có tâm mà mình phải nghe chứ. À, hỏi đánh thì sao? Tại vì bà nói mình phải hỏi luôn. Chứ người nói kẻ hỏi nó mới thích. Chứ giờ mình im gu về bà nói không thoải mái. Mình thấy gì mà mình hỏi bà, chồng đánh ở đâu? Bà nói nó tát vô mặt. Rồi nó tát con cái hả? Nó đá thêm cái nè. Xong cái nói này nói kia chút xong rồi cái những đứa nói thôi bỏ qua đừng có buồn nữa nghe. Ờ con nói xong rồi con nhẹ lắm. Nghĩa là ở một nơi nhưng mà nhiều thứ chuyện quý vị. Đem lại nên những đứa đem chuyện nó bỏ vào Phật Pháp. Để chi? Để cho nhiều người gặp cái khổ đó mà người ta nhờ Phật Pháp chuyển sai. Nên tại sao những đứa chia sẻ Phật Pháp mà nó xác thực và gần gũi là gì đó quý vị. Thấy không? Nên nó mỗi một con người chúng ta nghe Phật Pháp tu phước tu duyên nhưng phải khéo tu và tùy duyên tu. Đúng không? Đi nguyên một cái phái đoàn đi tu chung, ai cũng bỏ tiền để cúng dường, ai cũng bỏ tiền để cúng dường. Còn mình thì tiền này là có một chút tiền, mà tiền này là tiền mà không phải riêng của cá nhân mình nữa. Mà tiền này là tiền mà có dính chồng con ở trong nữa. Nên chúng ta không có dám bỏ vô để cúng dường. Đúng không? Mà chúng ta không cúng dường, chúng ta tùy hỷ bằng một câu A-di-đà-phật. Được rồi, hiểu không? Trời ơi, chứ bây giờ đi với người ta, ai người ta cũng cúng dường, nó là tiền của người ta. Người ta tiền nhiều, còn mình có một chút tiền mà tiền này về chồng nó hỏi, chị tiền đâu? Mày đi tu tiền đâu? Thôi đưa mày hôm qua mấy trăm ngàn đâu rồi? Nói cúng dường trong thầy Nhân Đức rồi. Tao giết mày! Nên ở nhà tao không có ăn, con không có ăn, mày đưa cho thằng Đức ăn. Thấy không? Thấy có chuyện chưa? Đừng có cúng, niệm một câu ai với đạo Phật, tiền giữ y nguyên. Đi tu xong gì mà còn giữ còn được tiền y nguyên thì nó cho đi nữa. Còn mình đi nhiều cục hết nhiều, đi nhiều cục hết nhiều. Còn có khi mà mình đem tiền mình cúng dường mà nó về hỏi tiền đâu, mình nói mình xài cái này, mình xài cái kia, mình mua cái này cho con, mình mua cái này cho gia đình là nói dối. Nói không đúng. Thà bây giờ mình đi đến đây mình niệm Phật thôi à. Còn mình không có tiền thì mình đừng có cúng một cách nào hết trơn, mình tùy hỷ thôi. Thấy không? Mình lỡ ngay Phật mình quỳ nói con không có tiền, con niệm Phật cúng dường cho Phật. Thấy không? Mình thấy người ta lỡ thùng tam bảo là bỏ vô, mình lỡ mình đứng ngay thùng tam bảo. Kỹ chậm, không có tiền đứng thùng tam bảo làm chi vậy? Mất cỡ chết luôn. Nó không đứng ngay thùng tam bảo. A Di Đà Phật tùy hỷ công đức. Nghe không? Đứng ngay cái thùng tam bảo á, tùy hỷ công đức. Công đức của ngày nay bao nhiêu con người cúng dường ngay cái thùng này, nên con tùy hỷ công đức người cúng đó đó. Xong đi về. Không tốt một cách mà, không? Còn gặp người ta cúng dường này kia, làm này kia, ta nói vô lượng công đức. Mình không có tiền, mình đi có mượn, đừng có đi mượn tiền. Mượn tiền cúng dường chi cha. Phật Pháp là tùy duyên, mình đi mượn tiền chi, đừng có mượn tiền. Thấy không? Đây là những đức nhắc rất là kỹ luôn á. Chứ có nhiều người người ta thấy công đức lớn, người ta mượn tiền á. Mà mượn tiền mai mốt mà chồng nó biết được, nó quýnh te tua cho mà biết. Hiểu không? Nó nên mình đi chùa làm sao mà mới đi á, thì mình đừng có bị mất tiền bạc gì hết trơn á. Thà không cúng một cách nào chứ về lúc nào tiền còn y nguyên, tiền còn y nguyên. Đi tu về tiền còn y nguyên. Mà đi tu có khi vô chùa mà cho chuối, cho này cho kia đem về, còn về nhà còn có này kia nữa. Đúng không? Đi tu nó không bị mất mát. Từ từ đi. Rồi phước duyên nó dậy lên từ từ rồi nó có mà cũng dược. Chứ đừng có dội vàng. Đừng có dội vàng, đừng có nói công đức gì lớn. Không có công đức gì lớn bằng niệm Phật hết trơn á. Không có công đức gì lớn bằng gia đình hạnh phúc hết trơn. Gia đình hạnh phúc rồi niệm Phật rồi cầu sanh cực lạc, đó là công đức lớn nhất. Còn cái chuyện cúng dường cho chùa là tùy duyên, chứ đừng có đi phan duyên. Nó nên ví dụ như người ta nói người ta đang cắt chùa vì công đức vô lượng, tự nhiên không có tiền đi mượn người ta 5 triệu cúng. Rồi mai mốt mà lỡ có gì phiền phức đổ bể ra mượn tiền người ta làm sao? Rồi hỏi chồng nó hỏi mày làm cái gì? Mày đi chùa, mày làm cái gì? Mày mượn 5 triệu. Mày làm cái gì? Tiền này mày làm cái gì? Mày cho ai? Cho ai đâu mà cho. Cúng dường tam bảo. Tam bảo nào? Thằng tam bảo nào? Thằng chồng đâu biết tôi, hỏi thằng tam bảo nào. Nói tam bảo mà thằng cái gì trời. Tam bảo tôi cũng không biết nữa. Tôi nghe thầy Đức giảng. Đức. Tao quýnh mày đứt dây luôn bây giờ cho mày biết.
quý vị biết nhiều bà đi về đây tu mà có gì bà đâu thừa những đức không cũng chết. Nên những đức là may mắn thai á, những đức không có rủ vợ người ta đi chơi. Chứ gặp mà trời trời, những đức ở đây mà gặp mà rủ mấy bà đi phóng sanh, đi chỗ này chỗ kia, đi chơi chỗ này chỗ nọ là có ngày, có ngày cái đầu này khỏi cạo cũng chọc. Kiểu như mà rủ vợ người ta đi chỗ này chỗ kia thì mấy bà thì nó thật sự mà nói thì có khi rủ đi phóng sanh đi chỗ này chỗ kia thì phải đi quý vị. Nên từ đâu đó mà may thay, từ khi đi tu tới giờ không có cái chuyến đi gì nghe, không đi đâu mà đi chung với mấy bà chứ á. Nhờ vậy mà mấy bà không có đổ thừa được. Chứ không thôi mà đi giết mà mấy bà đổ thừa mà đi với thầy Đức này kia rồi giết cho chậu lộ đây nó quýnh mình chết luôn. Đúng không? Nó nên nó Phật pháp bị nhớ này, cái việc mà đi mà đòn đi phóng sanh đi chỗ này đi chỗ kia, đi hộ niệm rồi đi qua đêm rồi đó. Chỗ này cẩn thận nghe chưa? Có nhiều người mang tiếng mang tai mà cái chuyện đi như vậy đó mà cuối cùng đi qua đêm này kia này, đi giết từ từ mà tự nhiên á, đàn ông có vợ, đàn bà có vợ mà tự nhiên cặp nhau luôn á nghe trời. Cái chuyện mà đi chung đó nó chở xe đồ mà ngoài đường mà kiểu mà nó đi bằng đêm hôm á, bóp kèn tin tin đồ nó tròn thời gian. Nó tự nhiên nó kỳ cục lắm á nghe, chứ không có giỡn đâu, tu chứ nó cũng còn lũ đạn nổ âm bùm. Nên cái chuyện mà nói mà thà mình đi đến đây mình tu xong mình đi về nhà liền đi, chứ đừng có cái chuyện mà trời mà cái kiểu mà đi hộ niệm mà đi, biết rằng là việc đó việc tốt nhưng mà cẩn thận, có nhiều nhóm người mà nó bị dính về chuyện đó đó nghe chào. Phải cẩn thận đó nghe, đi giết thời gian bỏ chồng bỏ con đó, đi giết thời gian rồi tự nhiên lao luôn vậy đó, rồi gặp anh nuôi chị nuôi được cái này mới ghê nè. Cái đi tu mà gặp mà huynh đệ huynh muội đó, trời 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 trời, ghê lắm. Ồ, gặp nhiều rồi. Cái kiểu mà đi mà nam nữ mà gặp mà sư huynh, cái bên kia sư muội, trời nó giận ốc mình muốn ăn chết luôn. Thật sự mà nói nó nên á, từ nó đó huynh muội thời gian trời giống hình phim kiếm hiệp vậy đó. Nó bắt đầu lúc đó nghe nhìn trăng sáng trước giường, trời ơi dưới đất ngỡ là hương. Nguy hiểm cái chỗ này nè, cái chỗ mà gọi là đi qua đêm mà ngắm trăng á, hiểu không? Cái kiểu với cái thêm Phật pháp nó có cái lạ này nè quý vị, khi ai cũng biết Phật pháp rồi nó hợp nhau, mà khi đi chung quá đó nghe quý vị, bắt đầu huynh muội đó bắt đầu tâm sự và chia sẻ Phật pháp. À cái chia sẻ này ghê lắm, thà ngồi như vậy chia sẻ không có gì, nhưng mà ngồi một mình hai mình mà chia sẻ, mà chia sẻ giết rồi thâu đêm suốt sáng chia sẻ này mới ghê lắm. Nó quý vị biết nói ở chỗ này có nhiều nhóm người đã bị dính lũ đạn bùm bùm luôn, thấy không? Nó nên nó thôi, chúng ta cứ là phương tiện tùy duyên đi, đừng có quá đáng quá quý vị ơi. Coi như mình còn trẻ sùng sồn thôi, đi với nhà ngày chủ nhật đến đây tu, đi về nhà liền đi. Chứ đừng có cái kiểu mà đi hộ niệm đi với mấy ông này kia. Thôi thôi mấy ông làm đi, chậu của tôi ở nhà tôi còn chồng con tùm lum tùm lạ ở nhà, chuyện nhà lo chưa xong, thôi 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 để từ từ đi, sau này già cả đủ duyên rồi tính sao. Còn bây giờ thôi đi về chùa lo niệm Phật ở nhà, chứ mấy ông đi nghe nhà bận lắm, hoan hỷ nha. Vậy là xong rồi. Chứ đừng có kiểu mà 10 giờ khuya cái người ta gọi cái vèo cái thay đồ chạy đi, viết từ từ có khi nó xảy ra vấn đề, chứ không có giỡn đâu chợ. Này là phải kinh nghiệm nha quý vị. Nên học Phật làm sao mà học ra một cái hành động sống nó đặc biệt trong cái cuộc đời này, rồi sống nó an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Chứ cái việc thiện mà nó chưa đạt đến cái chuyện giải thoát mà mình đã xảy ra vấn đề là nó không phải thiện. Nhớ nghe, cái việc thiện mà nó chưa đạt được cái chỗ giải thoát thì nó không phải thiện. Cái Phật sự mà nó chưa đạt được cái chỗ mà giải thoát thì đây là ma sự. Rất là nhiều nhóm người đi hộ niệm mà rã đám, nhiều lắm, một thời gian rã liền. Rồi nào là nhóm người tu rã. Nên những đức nói rằng cái nhóm ở đâu không rã, đạo tràng trên không chung không rã. Hướng dẫn người tu thôi, thích thì vô, không thích thì ra, vì thôi, có gì đâu. Mình cũng lo tu được, mình lo gia đình mình được luôn, hiểu không? Chứ thấy rồi quý vị, coi bao nhiêu nhóm niệm Phật quý vị thấy không? Nhóm đó không? Nhóm đi đó không? Đoàn nào đồng phục này đồng phục kia đi ào 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 đó không? Thời gian rớt hết trơn quý vị. Thà bây giờ quý vị dẫn người ta đi tu xong nạnh ai về nhà nấy lo việc của chính mình.
Vậy là đặc biệt nhất Phật pháp gì người ta chấp nhận nghe quý vị. Chứ đừng có bỏ nhà bỏ cửa đi nhiều quá. Hiểu không? Nó nên cái việc đó là cái việc mà những đức thường nhắc nhở để quý vị đi tu được, mà gia đình quý vị có thể hạnh phúc được. Nhưng mà thật sự mà nói mấy ông mà nghe những đức mà hướng dẫn mấy bà là mấy ông chịu lắm. Chồng mấy bà không có ghét đâu. Tại những đức khuyên là về chiều chuộng chồng mà sao ghét. Nếu như những đức nói cái chuyện buông xả mà kêu vợ người ta xả người ta là ổng ghét á. Cái kiểu mà buông xả với từ từ mà ổng lỡ ổng hung cái mà nói tôi không thích. Là ổng nói ai kêu bà. Ai kêu bà? Ngày xưa tôi hung sao bà cho, bây giờ bà tôi hung bà không cho. Tại sao mà bà không cho? Bây giờ tôi không thích nữa, tôi muốn giảng sanh thôi. Tôi muốn giảng sanh gì cực là bà giảng sanh là chuyện của bà. Còn cái chuyện bà làm vợ tôi là tôi phải hung bà. Không cho. Thằng nào kêu bà? Không cho tôi hung. Đức. Mấy bà đàn bà là ghê lắm, bà ép bà vào thối kẹt là bà dòi ngược lại mình. Nó thằng nguy hiểm quá, tôi có kêu gì cả chứ. Tôi kêu cho. Thấy không? Tại đã lỡ trả nợ rồi trả phước cho rồi đi. Trời trời mấy chục năm. Mấy chục năm đã chịu rồi, bây giờ còn thời gian nữa thôi trả luôn phước cho rồi đi. Thấy không? Vậy cho nó thoải mái, hai bên bên nào cũng vui. Đúng không quý vị? Nó tu hành xả ra xả gì? Xả cái tâm nè. Cái tâm này nè. Cái tâm là chồng tôi bây giờ cũng là chồng tôi, nhưng tôi hiểu rồi. Một ngày nào cũng xa nhau thôi. Ngày xưa là vợ tôi. Tôi biết vợ tôi, bây giờ cũng là vợ tôi, nhưng mà gì? Một ngày nào cũng xa nhau. Nên mình biết trong cái tâm của mình biết mình phải làm cái gì cho đúng, thì mình biết mình im nó đi. Còn người ta chưa có nghe đạo hiểu, chưa có rõ ràng, thì chúng ta đừng bao giờ nói cái xả với người ta, để người ta không vừa lòng mình, hiểu không? Ai cũng đều có ông bà cha mẹ. Mình nên dùng đa dạng phương tiện phù hợp để dẫn dắt ông bà cha mẹ của mình biết được Phật pháp, biết được pháp môn niệm Phật, để tu học được giải thoát. Còn nếu như họ quyết định vẫn không chịu tu thì chúng ta phải cố gắng tu hành cho tốt. Như bây giờ chúng ta có mấy đạo tràng nuôi người già. Đây là cái cơ hội mà nhiều người chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ được. Nhưng Đức cũng từng nói rất nhiều lần, ông bà cha mẹ mình tuổi già, chúng ta có thể sắp xếp thời gian bàn với anh chị em, đưa ông bà cha mẹ mình vào trong chùa để mình cùng niệm Phật với ông bà cha mẹ của mình. Tại vì cuộc sống của chúng ta bây giờ ngoài đời có rất nhiều việc mà chúng ta phải cần lo. Nhưng mà ở trong ngôi Tam Bảo mình thì quý vị chỉ cần lo niệm Phật thôi. Còn cuộc sống hàng ngày thì chùa sắp xếp hết trơn. Nhưng mà nó đặc biệt là nó được một cái hội chúng. Và ông bà cha mẹ mình tuổi già được chơi cùng nhiều người già, nên họ thích quý vị. Và kế bên là có con cháu phụng dưỡng lo lắng. Tại vì thời gian tuổi già không được bao lâu, mà mình làm được cái việc này thì nó đặc biệt quan trọng dữ lắm. Mà mình làm được hay lắm. Cũng có nhiều người lắm, họ làm con, họ đưa cha mẹ vào trong chùa mình, họ lo, họ phụng dưỡng cho cha mẹ họ. Thời gian cha mẹ mất đi. Như bên phòng hộ niệm bên kia bên cũng có 5-6 bà cụ con chăm sóc lo lắng. Rồi khi yếu đi thì được hộ niệm đàng hoàng. Tự nhiên bổn phận mình làm con, mình thấy mình cũng rất là thoải mái khi mình đã làm một cái gì đó đối với ông bà cha mẹ của mình. Nhất là pháp môn niệm Phật này thì đối với người già nó rất là phù hợp, hay người trẻ gì cũng phù hợp. Và nhất là con người bận bịu bây giờ rất phù hợp để mà mình tu được quý vị. Nên nhưng ngôi chùa mới sau này thì ngôi chùa đó nó cũng có một cái phòng khám Đại Tùng Lâm rất là lớn, ngay chỗ chùa luôn. Nên đối với người già ở thì một số người già mà còn khám bệnh này kia đồ thì nó cũng tiện lợi, rất là tiện lợi cho một số người già đó. Nên bây giờ những đức cũng đang nhận người già đó. Từ nơi đó mà chúng ta có thể giúp cho ông bà cha mẹ của mình có được một cái điểm nương tựa đặc biệt. Chúng ta cũng có thể nuôi ông bà cha mẹ mình được, nhưng có khi ở gia đình, có khi mình làm không được chu đáo. Và thật sự thì có nhiều việc ngoài xã hội mình rất là lo nhiều thứ.
Nên cái việc mà chăm lo của mình nó không đặc biệt. Nên chúng ta dùng phương tiện làm sao để dẫn dắt cha mẹ của mình được biết Phật pháp. Cái này rất là hay đấy quý vị. Và những đức cũng thường nghĩ rằng là như bản thân của những đức này, mình biết Phật pháp sau này, còn cái thời gian mà cha mẹ còn sống thì mình không biết Phật pháp. Nên cái việc mà mình nghĩ cái chữ hiếu để báo hiếu thì mình không làm được việc này. Nên bây giờ mình rất có đủ duyên, mình lo cho các người già, cho đại chúng, nên mình cũng nhiệt tình mình lo cho con người và lo cho các cụ già. Mỗi ngày các cụ yên tâm, các cụ ở trong chùa, các cụ tu, các cụ niệm Phật. Nên khắp nơi nơi khi mình nghe được những điều chia sẻ này, mình nên suy nghĩ cách nào để mình giúp cho cha mẹ của mình được đủ duyên đến ngôi tam bảo. Cuộc đời của mình còn trẻ, có khi nó cũng còn dài, nhưng cuộc đời của ông bà cha mẹ của mình thì không còn bao lâu. Nên cứu cái huệ mạng một con người cực kỳ quan trọng. Có khi vào ngôi tam bảo thời gian rồi cái tự nhiên biết niệm Phật, đó cũng là một phương pháp để mà cứu cái huệ mạng cho họ. Việc này quan trọng lắm đó quý vị, cực kỳ là quan trọng. Nên mỗi người chúng ta đó, riêng bản thân mình siêng tu siêng niệm Phật, mình cũng làm sao giúp cho người thân mình siêng tu siêng niệm Phật. Thí dụ như giờ chúng ta có tiền, chúng ta có thể tặng cho cha mẹ mình, nhưng hôm nay chúng ta tặng tiền cho cha mẹ mình, nhưng cha mẹ phải niệm Phật không mới tặng tiền. Chúng ta dùng cái phương tiện như vậy luôn để làm chi? Mục tiêu là để cho cha mẹ niệm Phật, để nuôi dưỡng cái huệ mạng cho cha mẹ. Nên có một công đoạn này, Đức Phật dạy muốn báo đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn nhất, không gì hơn là giúp cha mẹ được vãng sanh tịnh độ. Giúp cha mẹ được vãng sanh tịnh độ không gì hơn là khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật. Cái việc ăn chay niệm Phật này từ khi ở trong chùa là tiện lợi nhất. Nhiều người ngoài đời chúng ta mà muốn ăn chay, nhưng mình ăn vài bữa mình gặp nó nướng thịt đồ trước mặt mình thèm quá không được. Hoặc là ban đầu ăn chay nó sốt ruột vô cùng, tại vì sao? Vì cái khẩu vị của mình là thịt cá. Bây giờ mình đổi lại qua đồ chay lạc, tự nhiên mình ăn mình sốt ruột à. Nó chưa có thích nghi được cái việc mình ăn chay. Chứ không phải là ăn chay mà đói, không phải là ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, mà do cái cảm giác của mình là ăn mặn lâu ngày quen rồi. Bây giờ mình đổi là mình ăn chay, tự nhiên cái lòng mình nó thèm quá, thèm đồ ăn mặn quá. Mà khi nó thèm thì tự nhiên cái tâm trạng mình nó hao năng lượng. Khi nó thèm quá, nó hao năng lượng nên nó sốt ruột. Nhưng phải cần tập và cần nghe được Phật pháp để cần thấy được cái việc ăn chay là một cái việc sát hại sinh linh, mà cái việc này là cái việc tạo nghiệp lâu dài. Chỉ sướng miệng một khoảng thời gian mà mình phải trả mạng cho chúng sanh, ăn miếng trả miếng, mình cứ trả hoài thời gian lâu quá. Nên càng nghĩ ra thì mình mới cảm thấy mình phát tâm từ bi, mình muốn ăn chay. Vì cái việc mà mình sát sinh thì giống như bản thân mình muốn sống, mà người nào chuẩn bị giết mình thì bản thân của mình cũng sợ cực kỳ. Như vậy thì con vật mình chuẩn bị mình giết nó cũng cực kỳ sợ luôn. Từ nó cái nghĩ này mà mình tự nhiên mình phát tâm mình ăn chay được. Mà khi ăn chay rồi tự nhiên mình quen ăn chay luôn. Mà khi quen ăn chay là mình nghĩ là mình phải ăn chay. Còn bây giờ mình chưa ăn chay luôn được thì mình nghĩ ăn chay vài ngày mình phải ăn mặn. Cái cảm giác là mình nghĩ mình ăn chay vài ngày phải ăn mặn, nên ăn chay vài ngày đó nó sốt ruột vô cùng. Tại vì mình nghĩ vài ngày nữa mình ăn mặn, nên mình ăn mỗi ngày mình chờ để tới ngày ăn mặn. Mình ăn chay được 3 ngày là mình mua một con gà quay về mình ăn. Mình ăn còn độc địa hơn là cái lúc chưa ăn chay. Tại vì mấy ngày nay ăn chay bây giờ thèm quá nên mua cái gì cho nhiều nhiều ăn một cái. Ăn trừ hao 3 ngày ăn chay. Nên 3 ngày ăn chay nó sốt ruột vô cùng, tại vì tâm trạng nghĩ mình phải ăn mặn. Hiểu không? Còn khi mình ăn chay luôn là tâm trạng mình hoàn toàn mình nghĩ mình ăn chay rồi, nên mình không có nghĩ mình ăn đồ mặn nữa đâu. Mà khi ăn chay quen rồi, nghe cái mùi tỏi, mùi hành, mình nghe cái mùi thịt cá là mình chịu không có nổi. Thí dụ như mình ăn chay quen rồi, mình đi đến nhà ai mà ăn thịt này kia, mình nghe mùi cái mình chịu không nổi à. Chứ đừng nói kêu mình ăn thịt. Nhưng mà khi ăn chay đến một trình độ nào quen rồi thì tự nhiên quý vị thấy đồ ăn mà thịt cá là nó dơ. Nó rất là lạ như chính những đức nè. Bây giờ những đức thấy cái đồ ăn gì mà thịt cá là thấy nó dơ, chứ không phải là sạch. Chứ đồ gì chay thì mới sạch, còn đồ gì thịt cá là dơ. Còn ngày xưa mình ăn thịt cá quen thì cái gì phải có thịt cá mới có dầu mỡ rồi mình mới thích ăn. Bây giờ mình ăn chay mình mới thấy là ngày xưa như là mình cắn cái chân gà mình ăn, mình thấy bây giờ mình mới thấy nó dơ. Rồi á, ngày xưa mình gà mà còn xương á,
mà có răng á, mình cắn xương của nó, mình nhai dặm ra xương nó luôn, rồi mình ăn mấy cái giống như máu bên trong xương của nó đó, là mình nói cái đó là béo, mình nuốt cái chục à, có mà thật sự. Rồi cần cổ gà đồ mình cắn, mình nhai rồi nhai tới cái đầu con gà, mình nhai sọ nó, mình nhai sột mình ăn vậy đó, húp chục mình làm vậy đó, mình ăn vậy đó à. Rồi mình như miệng con heo rồi, cái hàm đó đó, cái đầu người ta bỏ vô nồi ta hầm súp á, bắt đầu mình lấy mấy cái hàm đó ra, cái mình ngắm xương theo cái gân con heo, xong cái mình mới nút theo cái gân con heo chục vậy. Mình thấy kinh khủng không? Bây giờ mình mới thấy ra là mình ăn mặn đúng là dơ, mình ăn dơ thiệt luôn. Nhưng mà lúc mình ăn mặn thì mình không bao giờ mà thấy nó dơ. Thật sự mà nói, những con hàm con heo là thường hầm súp mà. Đây nhà Đức nấu ăn này, Đức biết nè, đầu gà mà hầm với nước súp là nó béo, nó ngọt. Nên từ nó đó mà hầm xong rồi nó mềm rồi, nó mới vớt ra chấm muối tiêu ăn. Ăn là 4-5 đầu, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà do mình ăn, mình thèm, mình quen rồi. Nhưng bây giờ mình nghe đạo rồi mình mới chuyển qua cái tông ăn chay. Thì ban đầu mình vừa ăn chay nó sẽ làm mình sốt ruột. Thêm nữa là nhiều cái tác động, do là tâm lý mình nghĩ rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, mình yếu, mình làm không nổi. Nhiều cái nghĩ đó nó cộng tác lại mà mình chưa quyết định mình ăn chay trường luôn, nên nó mới bị tác động. Nhưng nếu mình phát tâm từ bi, mình quyết định mình ăn chay trường luôn, thì tức khắc cái nguyện của mình là mạnh mẽ. Mình nói một câu, dù mình có đói chết mình cũng ăn chay. Vừa phát lên cái tâm đó là tức khắc quý vị ăn chay trường được liền à. Nhớ. Nên cái việc ăn chay là cái việc cực kỳ lợi ích lớn. Thí dụ như một đứa con trai này ăn chay đi, thì là cái gương mặt nó, sắc diện nó sẽ hoàn toàn hiền. Một đứa con gái này ăn chay là quý vị nhìn cái sát khí nó nhẹ liền, không nói chứ. Mà có người mà ăn thịt chúng sanh nhiều là cái sát khí nó rất là nặng. Quý vị để ý một cái người làm heo hay là giết bò, giết trâu, để bị nhìn cái sát khí họ đi. Họ rất là nặng. Mà đi ra đường mà chó đồ gặp họ cũng sủa sùm. Cái người mà sát sanh hại vật nhiều, chó gặp cũng sủa nhiều nữa. Cái sát khí nặng quá. Còn con người mà ăn chay lạc hiền hậu, để đi ra ngoài gặp con vật nó gặp mình nó chạy theo, nó không có sủa bao nhiêu chứ. Nó giỏi lắm, nó sủa vài cái nó cũng không cắn. Còn mấy cái người mà ăn thịt chúng sanh nhiều là chó dược nó cắn. Tại vì sát khí nó nặng. Nó khi mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá nên quan hồn của chúng sanh nó đeo đẳng theo, nó chờ cơ hội. Nên đó là sát khí nặng, hiểu không? Là sát sanh nhiều là sát khí nặng. Nên mỗi một con người chúng ta mà khi mình nghe đạo rồi, mình ăn chay trường được là cái điều rất quý quý vị. Đừng bao giờ nói rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Chính bản thân những đứa bây giờ nó rất là mập rồi nè, nó lên ký nhiều vô cùng mà nó ăn rất là ngon. Có khi ăn mà nó muốn dừng lại mà ăn nó vẫn ngon. Ngộ ghê, ăn chay một ngày nào đó nghe nó rất là ngon nha quý vị. Ăn cái gì cũng dễ ăn, ăn ngon lắm. Rồi các cô mình trong chùa quý vị coi, đứa nào đấy nó mập lu. Ăn chay đúng một ngày nào nó mập vậy đó. Từ nơi đó những đức thấy rất là rõ ràng cái việc ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng. Như ở bên kia, bên những đức nuôi mấy đứa nhỏ bên kia, cái đứa 13 tuổi, 14 tuổi mà nó nặng, đứa thì 85, đứa thì 60 mấy ký, mà chỉ có 11, 12, 13 tuổi thôi mà nó nặng ký, nó mập, nó phịch đùi mà nó chắc thịt vô cùng. Vậy là chắc chắn 100% ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng. Mà thiếu chất dinh dưỡng là do tâm của mình loạn động quá, thiếu chất dinh dưỡng. Chứ nếu như ăn chay niệm Phật là con người nó sẽ an định tâm vô cùng. Nhưng phải có thời gian để cơ thể thích nghi lại cái việc ăn chay. Nhớ nha quý vị, phải có thời gian cơ thể thích nghi việc ăn chay. Nó phải nhớ. Nếu như mà mình không cho nó thích nghi mà mình đổi chuyển qua ăn mặn liền là mình thất bại. Nên phải có thời gian. Nên ăn chay phải có thời gian. Nên phải nhớ đó. Nên mỗi một người chúng ta mà nghe được như vậy, cái việc trước nhất là gì? Ăn chay, tập cho cha mẹ ăn chay. Cha mẹ già rồi, ủa ai đập sàn sẹn gì ngoài đó dữ vậy ta? Nên giúp cho cha mẹ của mình đi đến chùa từ từ, hoặc làm con dẫn dắt từ từ. Cứ muốn cho cha mẹ đi đến chùa là mình phải dẫn dắt cha mẹ từ từ. Thật sự mà nói, mình nuôi được cha mẹ mình chứ, nhưng mà chúng ta muốn giúp cho cái huệ mạng cha mẹ mình được về thế giới Cực Lạc, nên mình muốn báo hiếu cho cha mẹ mình. Và mình dám bỏ một số việc, mình chấp nhận mình nuôi cha mẹ của mình được ở trong chùa luôn. Tại vì sao? Tâm Phật là tâm hiếu, đạo Phật là đạo hiếu. Làm được cái việc này trước nhất là cái việc đặc biệt nhất.
Từ khi cha mẹ mất đi rồi thì chúng ta hối hận cũng muộn màng. Thí dụ như giờ nhà nước nuôi bao nhiêu bà già đi chăng nữa, nhưng mà bây giờ trong đây đâu có người cha mẹ ruột nào đời này của nhà nước đâu, hiểu không? Phải chi mà cha mẹ ruột mình còn sống, nhất định mình sẽ đem cha mẹ ruột mình về nhà, về đây niệm Phật, hiểu không? Nhưng mà bây giờ cha mẹ chết hết rồi, chúng ta rất là nhiều con người chúng ta là để muộn màng quý vị. Nên mình bây giờ trong đây mình đều nghe Phật Pháp, mình thấy rõ ràng cái việc mà cuối cuộc đời được nuôi huệ mạng, mà được ở trong ngôi Tam Bảo niệm Phật, ăn chay, rồi cuối cuộc đời được hộ niệm, đây là một cái việc cực kỳ quan trọng mà mình giúp cho cha mẹ của mình. Nên chúng ta nên khéo léo phương tiện để dẫn dắt cha mẹ đi về chùa, dẫn dắt cha mẹ về chùa. Có những người làm cha làm mẹ chưa hiểu đạo gì đâu, nhưng mà quý vị có thể bỏ tiền ra, quý vị nói bây giờ mẹ cha đi về chùa đi, một lần đi về chùa con cho 500 ngàn, một lần đi về chùa con tu chủ nhật con cho 500 ngàn, cứ làm hoài vậy đó, viết rồi từ từ quen luôn, đi về chùa niệm Phật. Thật sự mà nói, đi về chùa thấy bạn bè người già đông chơi chung với nhau thì tự nhiên ở chùa luôn vậy đó. Còn thí dụ như bây giờ các cô các chú ở trong chùa niệm Phật vậy đi, thì tự nhiên cha mẹ của mình từ từ đến thăm mình. Rất là nhiều quý thầy, quý cô, quý chú trong chùa mình ở trong chùa niệm Phật thôi, vậy mà cha mẹ đi vô đây, đi vô đây niệm Phật từ từ, vậy mà ở chùa luôn quý vị. Nên những đức nói cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ, mà để cho cha mẹ biết tu, biết niệm Phật là việc này cực kỳ quan trọng. Rồi thêm từ từ mình ở đây mình tu, bạn bè mình cũng đi đến đây tu nữa. Như những đức có người bạn thân đi, những đức ở đây tu, vậy mà hai vợ chồng nó cũng đi đến đây tu. Rồi bây giờ hai vợ chồng ăn chay trường luôn, rồi nó kéo những người bạn ngày xưa, vậy mà vô đây từ từ nghe những đức nói chuyện, rồi có phát tâm ăn chay niệm Phật luôn. Như thế nó rất là đặc biệt. Rồi thêm cái đó là mấy đứa bạn gái như đức ngày xưa mà bây giờ mà nó cũng đi vô đây nó tu nữa. Trên mạng nó coi, quý vị, nó coi cái tự nhiên nó nói trời ơi cái ông này mà hôm nay ông giảng pháp thì ghê trời. Cái xong cái tự nhiên nó đi lại đây nó coi thử coi sao. Cái đầu đi đến đây gặp đấy những đức, gặp những đức nói chuyện hỏi han này kia, rồi nói có chồng rồi rất là khổ này kia, những đức nói đi tu rất là vui. Đi ngược lại nó có chồng nó khổ của mình đi tu rất là vui, quý vị. Cái cuối cùng cái đầu nó từ từ nó lăn la nó lỡ nó có duyên sẵn rồi, bắt đầu nó nghe mình, nó nghe từ từ bắt đầu từ từ nó đi đến đây nó tu. Nó rõ ràng đó, một người đi tu mà giúp cả dòng họ, giúp bạn bè, giúp người thân. Nên quý vị, tất cả những người có duyên làm trưởng đoàn dẫn dắt người đi tu, hoặc dẫn được một người đi tu, tất cả những chương trình chủ nhật ngày lễ rủ người ta đi đến tu, rủ được một người đi tu là có phước lớn vô cùng. Mình rủ một người đi ăn nhậu, một người đi mà hút chích xì ke ma tí thì tội mình nặng, cực kỳ nặng. Ví dụ như bây giờ mình rủ người ta đi làm ác, đi ăn trộm ăn cướp thì tội mình nặng, đi đua xe tội mình nặng. Nhưng mà mình rủ người ta đi tu là phước mình rất là lớn. Nên chân thật mà làm cái việc lớn trong cái cuộc đời đó là gì? Rủ người ta đi tu. Quý vị biết rằng bây giờ á, mạng internet này kia, đồ Facebook đồ nó rất là mở rộng ra nha quý vị. Cái người mà biết cách để mà tu phước tu duyên từ chỗ này cũng hay lắm á, chẳng giỡn đâu. Thí dụ như bây giờ có những cái người, người ta lập những cái đạo tràng trên không trung cho người ta tu đồ này kia đâu, rủ bạn bè vào trong cái trang của mình cùng tu chung. Có nghĩa là mình làm đa dạng phương tiện để đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Vì chính bản thân mình gặp tịnh độ này được thù thắng, mình muốn đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu nè. Bây giờ mình dùng đa dạng phương tiện luôn, mỗi ngày làm gì làm, nhưng mà mình còn làm thêm cái việc là rủ người tu trong cái trang của mình. Mà những đức nói là thường cái trang của mình là bấm vào cái là thấy Phật Pháp liền. Vừa bấm vào thấy Phật Pháp liền. Một cái trang mà nó muốn nổi bật lên, mà trong vòng vài năm là nổi lên liền, là cái trang này phải chuyên tu. Cái trang này chuyên tu, khi một người vô là một người thấy cái lợi ích của nó. Mà cái một cái trang chuyên tu là nó rủ người chuyên tu vào trang đó không à. Mà cái trang mà tùm lum tùm la là người ta vào người ta chỉ có sơ sơ chơi thôi, chứ người ta không có một cái gì mà để người ta nghiêm túc để mà người ta tu được, nên cái trang đó nó không nổi bật được. Nên dù có nói bật đi chăng nữa là một cái trang tạp thì không thể nào có kết quả. Một cái trang phải là chuyên tu thì cái trang này thật sự là một cái đạo tràng tuyệt vời. Nếu như chúng ta biết dùng cái khoa học hiện đại này thì chúng ta sẽ đem Phật Pháp bỏ vào cái khoa học hiện đại để mà chúng ta hoằng truyền Phật Pháp rộng ở trên không trung, truyền tải từng nơi cho con người ta, dù ở phương xa vẫn nghe được và tu được luôn. Rất là hay nha quý vị. Thật sự mà nói, trong cái thời cuộc bây giờ, nếu nói về một cái người giảng pháp không cần phải đi nhiều đâu quý vị.
Chỉ cần nghiêm túc lo thời gian tu và lo giảng pháp một nơi thôi, những đức thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Và càng về sau thì những đức nói rằng con người càng bận bịu. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây là còn có thể tập trung về đây như vậy, nhưng càng về sau chưa chắc chúng ta có thể tập trung đông như vậy. Tại vì cái xã hội hiện tại càng về sau con người càng bận bịu. Thêm một cái nữa, cái chuyện mà tập trung đông người như vậy nó cũng không phải là đơn giản mà dễ đâu. Nên từ nơi đó đó mà chúng ta về sau có thể bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng là một Phật tử biết tu. Còn người từ khi đi vô chùa, ở trong chùa luôn, những đứa cũng đã từng suy nghĩ bất cứ một cái gì ở trong cái cuộc đời này nó có thịnh thì nó có si, quý vị. Hiện tại chúng ta giống như là đang phát triển rất là mạnh, nhưng mà trong cái cuộc đời này khi nó đến một cái mức nào rồi nó cũng tự hạ cánh xuống rồi. Chắc chắn 100% luôn. Với cái cách của những đức, cái lời nói của những đức có khi nó cũng rất là mạnh dạn thẳng thắn. Và có những cái những đức nói nó cũng đụng chạm với người ta bất tử. Khi mà càng ngày nó càng nổi lên thì nhất định nó phải đụng với người ta. Mà cái cách nói của những đức là rất dễ phiền phức. Nên mình cũng biết được cái việc này, nhưng mà thẳng là phải thẳng. Chứ mà thẳng mà tự nhiên kêu dùng là cái té cái hứ. Nên thôi, trong cái cuộc đời này cái gì nó đến thì nó phải đến thôi, hiểu không? Nên luôn luôn mình có sự chuẩn bị về nội tâm, đó là gì? Lên cũng được mà xuống cũng được. Tại vì con đường lên mình phải tạo ra một phương hướng để đi xuống lại cho nó dễ đi. Chứ nếu như mình nghĩ rằng nó lên được, đặc biệt mình ngồi trên cao, mình đứng trên cao, mình phất cờ lia lịa, thì có khi mình té xuống mà không có đường đi xuống là chết. Nên những đức thường cứ nói rằng như thế nào, trong cái cuộc đời này thịnh thì nhất định phải có xịt. Chắc chắn 100% luôn. Nhưng mà cuộc đời con người mình chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ thì không có làm được một cái gì cả. Cái thời gian mà lo và sợ đó là cái thời gian quý vị hết thời gian à. Hết cái thời quý vị luôn. Nên con người mà biết nắm bắt cái thời thì con người sẽ làm được một số việc gì trong cái thời điểm mà mình đang làm được. Đó mới đặc biệt. Nên Ấn Tổ ngày nói rằng chọn hết bổn phận. Nhiệt tình chọn hết bổn phận thôi. Nếu như bây giờ những đức mà lo cho 700-800 chúng mà những đức nói chuyện là mà sợ động người này sợ người kia thì không còn Phật pháp nữa quý vị. Nó chỉ là riêu vậy thôi à. Chứ nó không có cái gì mà đặc biệt quá, mạnh mẽ quá chứ, nó hiểu không? Nên cuộc đời con người mình quý vị biết rằng chúng ta cứ chân thật hết lòng. Nhưng mà cái gì mà biết hạn chế thì đỡ một chút. Nên có những buổi giảng của những đức thấy rằng có những cái mình nói nó rất là đụng chạm người ta, nó rất là mạnh. Mà đụng những người lớn luôn chứ không phải người nhỏ. Mà trong khi những đức nhỏ, giống như nhỏ muốn làm cha, không? Nhỏ muốn làm dữ thấy chưa? Nên từ nào đó mình cũng biết cái việc đó. Nhưng mà khi mà nói chuyện Phật pháp là có khi nó phải cực kỳ mạnh, nó phải ra được Phật pháp quý vị. Nếu như quý vị mà hoàn toàn xìu xìu nữa là không ra Phật pháp. Thật sự nếu Phật pháp mà nó mà chân thật là nó đụng người ta hết trơn luôn. Nếu bây giờ quý vị mà chân thật nói Phật pháp là nó đụng nhiều người lắm. Nên nhiều người cũng gặp những đức khuyên, ồ thầy ơi, chúng con nương thầy, chúng con về đây tu, chúng con có nơi tu này con mừng lắm. Con sợ thầy đụng với nhiều người sau này thầy rớt đài quá. Rớt đài đứng lên. Không, giang hồ lãng tử mà rớt thì đứng, té thì ngồi dĩ, dấp rồi thì bò qua, đi không được thì bò, cũng phải lết về cực lạc, đúng không? Như vậy đó thì nó mới được đó. Nên từ nơi đó đó mà quý vị biết rằng hành đạo trong cái cuộc đời này phải đầy đủ hội tụ rất nhiều yếu tố mới làm được. Phước báo nhân duyên nó phải kết hợp nó mới làm được. Nếu như bây giờ không có cái phước thì làm sao làm được đây? Quý vị coi bao nhiêu chương trình này là tiền bạc không chứ đâu có giỡn đâu. Chương trình khiếm thị toàn là tiền bạc không. Nên hành đạo mà không có tiền cũng không làm được luôn. Mà có tiền mà không có đạo cũng không được luôn. Hiểu không? Rồi có tiền có đạo mà không có duyên cũng không làm được luôn nữa. Có những người tu đạo đắc đạo rồi mà không có duyên với con người cũng không nói chuyện Phật pháp cho người ta nghe được. Nên nó hội tụ tất cả yếu tố phước báo nhân duyên con người đầy đủ hết. Ví dụ như làm một việc thiện như vậy mà nhiều người vì chúng ta thì làm được. Bây giờ một mình những đức sao làm đây? Giờ này những đức chia sẻ Phật pháp ở đây, người ta ở dưới người ta nấu ăn, người ta làm việc lo cho quý vị, khi xuống dưới đó là có đồ ăn liền. Đó, nó hội tụ con người như vậy đó. Nó, còn bây giờ không có con người này, quý vị đi nhờ người ta hả? Như chùa của mình quý vị coi, nó không có là kết nạp cái nhân sự ở đâu mà khi chương trình gì mà nhờ người ta những cái nhân sự bên ngoài, không có. Riêng những đức là tạo ra một nhân sự ở trong chùa, là người đi theo những đức, là người xem chùa này là nhà của họ. Ừ, họ không về nhà luôn. Có những cô những chú đi theo những đức là 5-6 năm chưa về nhà luôn. Không về nhà, toàn bộ là cha mẹ người thân đi lên đây thăm không à, không có về nhà.
Nên mấy bà già mà đi với những đức cũng vậy luôn, cũng tuyệt đối không về nhà. Nên người nào mà nói thầy ơi con muốn vô chùa ở luôn, những đức nói chỉ đúng một tiêu chuẩn là bà về bà nói chuyện với con cháu bà xong hết đi, của cải vật chất bà cho nó sạch hết đi, bà vô đây không còn một ten, thì bà vô đây xong là cái rúp ở đây luôn, bà không được ra khỏi cổng chùa. Bà nghe cái bà nói nè, sợ quá sợ quá. Nghe cái rụp như sợ quá trời ơi. Bao nhiêu con người tôi sống đây sướng muốn chết luôn, làm gì sợ, thấy không? Người ta còn trẻ vậy ta còn không đi đâu ấy, sợ cái gì. Đi ra ngoài đời xe chạy ồn náo còn mệt tim. Nên những đức nói thiệt quý vị chứ kẹt quá. Những đức đây qua Đại Tùng Lâm những đức mới đi à, thật sự luôn mới đi chứ. Nếu mà cho những đức ở nơi gì những đức thích, chứ không có đích đi vòng vòng đi đâu tùm lum tùm la mà không. Nên ở trong chùa thì mình phải có cái phương tiện. Thì mình như vậy mà đối với nhiều người trong chùa mình phải có phương tiện không? Có những cái thật sự mà nói, có khi mình cũng không muốn đi đâu, mà vì một cái tình cảm gì đó mình có phương tiện, mình đi chút xíu vậy thôi. Còn ngoài ra thì nếu mà nói mà cho mình được ở nơi gì mình tu mình thích lắm. Tại vì sao giờ chia sẻ Phật Pháp xong nghỉ ngơi rồi niệm Phật, rảnh gọi niệm Phật, không bận tâm gì tiền bạc vật chất, sướng quá trời sướng luôn. Nên những đức bây giờ là còn xây chùa chiền này kia rồi dưới hòa thượng, nên những đức còn cái việc dính tiền nhiều lắm đó quý vị, dính tiền bạc nhiều lắm á, chứ không giỡn đâu. Người ta cúng dường khắp nơi nơi những đức xây dựng nhiều tiền lắm. Nhưng xây dựng vừa xong một cái là những đức nói công bố liền, những đức nói xong rồi đó, nghỉ cúng đi. Có cúng thì cúng nuôi người già chút đỉnh thôi, đừng có cúng nhiều gì nữa nghe. À, tới nào xây dựng xong là những đức nói liền, không nói chứ. Tại vì sao? Những đức cũng không có muốn có nhiều chi cho nó mệt, gánh nặng lắm quý vị. Tiền ta đưa cho mình mà mình chưa làm xong mình cũng bận tâm quá trời luôn. Lỡ mình chết đi rồi mình thiếu nợ nặng người ta thì sao? Mình ôm mình gánh mà, hiểu không? Nên bây giờ có thì mình làm cho nó xong trong cái năm nay, cho nó nhanh lẹ phước cho rồi đi. Bây giờ đang móc hai cái móng làm nhiệt tình cho nó xong phước cho rồi đi. Xong rồi là những đức nó hoi nghỉ. Tại vì không có lo cho xây dựng hoài, thời gian phải lo tu hành chứ không có xây dựng. Hòa thượng có thể cả đời ngày mấy chục năm xây dựng, đó là cái nguyện của ngài. Còn những đức thì không có cái nguyện này đâu. Những đức chỉ là cái nguyện hướng dẫn người ta tu và niệm Phật thôi à. Nhưng mà cần phải có chỗ ở nên phải kết cái duyên đó. Mình rất là động viên tinh thần, mình rất là hỗ trợ nhiệt tình vì cái việc người ta xây chùa. Nhưng mà mình thì không có cái nguyện cái chuyện mà tối ngày cái đi tạo tượng, tạo tự hoài đâu, không có làm được. Nên từ nơi đó mà những đức chỉ có mục tiêu đó là gì? Chia sẻ tịnh độ, niệm Phật như vậy thôi. Đó là con đường của những đức đi nhất định phải chuẩn xác. Nên chứ không có thể nào mà xây hoài mấy chục năm được. Tại vì mình mất cái thời gian tu hành đó. Khi cơn vô thường nó đến với mình bất tử, mình là phàm phu. Còn có khi người ta là Bồ Tát người ta làm được. Mình là phàm phu mà khi thọ mạng đến với mình một cái là tiêu. Nên có nhiều cô nhiều chú cũng vậy, mình đi làm từ thiện khắp nơi nơi. Nhưng mà khi mà mình bình tĩnh mình ngồi suy nghĩ lại, cái làm của mình thấy như dung nó lớn lao, nhưng mà thật sự nó sanh phiền não cho mình nhiều lắm. Tại vì sao? Vì mình mất cái thời gian tu hành quá. Nên nhiều người sau này đi về chùa mình, người ta mới nhìn ra đó quý vị. Người ta mới nhìn ra là rõ ràng là an định tâm là hay nhất. Còn tất cả những cái duyên làm sao mà nó đừng có bao giờ mà lang thang nhiều quá. Đừng có lang thang nha. Trong cái cõi đời này mà lang thang quá là không biết đường quay về đó. Chứ không có giỡn đâu chàng. Nên mình làm tròn hết bổn phận đối với gia đình của mình đi. Rồi mình lo mình tu hành cho nó đàng hoàng, lấy niệm Phật làm chính. Nhưng đối với người thân chưa biết tu, chúng ta đừng bao giờ nói cái chuyện giảng sanh đối với họ mạnh quá. Tại vì đối với họ, họ chưa đồng ý mà. Mà mình làm vợ nữa, tại sao ở đây những đức nó nói người vợ nhiều, nói người đàn bà nhiều, thì mấy ông cứ nhìn xuống đi, đàn bà bao la. Đàn bà bao la thì nói đàn bà nhiều, đúng không? Nên quý vị coi tại sao mà người nữ người ta tu đông dữ vậy? Phải nói rõ ra là người nữ người ta khổ nhiều. Nên người nữ người ta đi tu đông. Nên người nữ người ta mộ đạo nhanh lắm quý vị. Người ta vừa nghe đạo là người ta mộ đạo lắm. Nên cái người mà hướng dẫn đạo mà khéo léo vui vẻ quan hỷ, mà nói chuyện ngọt ngào với mấy bà là trời ô mấy bà mê lắm. À, nói thiệt á, người đàn bà người ta rất là mộ đạo, nhưng mà người ta rất dễ bị gạt. Nếu như gặp một người gạt người ta thì cũng tội nghiệp cho người ta thiệt luôn á. Nói chuyện ngọt ngọt là người ta đem ra hết à. Thật sự mà nói chỉ cần nói sẵn thì không thích. Nên người nữ thích gạt hơn thích phiên. Nếu như mà họ gặp được một con người chân thật mà khuyên họ nhiệt tình, mà vừa có phương tiện vui vẻ cho họ nữa, thì nhất định họ sẽ lợi ích rất là lớn. Vì họ chịu tu. Họ chịu tu đông quý vị à. Còn nếu như mà họ gặp con người ta dẫn dắt họ mà không tu, mà dẫn dắt họ cái này cái kia thôi, đi làm việc thiện này nọ thôi, thì họ cũng lao theo Iran như vậy luôn. Nên quý vị gọi là
gặp Phật pháp mà gặp duyên không đồng. Chúng ta gặp duyên không đồng. Có những người họ gặp Phật pháp mấy chục năm mà họ vẫn không có kết quả. Tại vì sao? Họ không có một phương pháp tu. Còn mình gặp Phật pháp 2-3 năm là mình đã có kết quả rồi. Vì sao? Vì mình có phương pháp tu. Cái quan trọng vô cùng của một ngôi chùa là gì? Có phương pháp tu. Cái việc này cực kỳ quan trọng luôn đó quý vị. Nên những đức gặn bao nhiêu người nữ lớn tuổi, già trẻ bé lớn gì những đức biết rõ ràng. Khi nói chuyện với họ, thật sự mà nói không nên nói chuyện với họ nhiều, chỉ cần giảng thuyết thôi. Không nên nói chuyện với họ nhiều. Vì nói chuyện với họ nhiều là mình sẽ nhiều cái mình sẽ tự nhiên họ moi móc ra từ từ rồi mình gần gũi mình chơi với họ nhiều là từ từ họ mắc tính tâm với đạo liền. Nó lạ như vậy đó. Nên những đức tại sao mà không bao giờ chơi cùng với người nữ nhiều, mà chỉ là hướng dẫn mà không chơi chung. Là vì sao? Những đức biết khi họ gần gũi mình là họ sẽ lo lắng cho mình. Khi lo lắng cho mình rồi mình sẽ lòi cái tính phàm phu mình ra. Họ thấy ra là họ mắc tính tâm với đạo liền. Nên nhiều người đi nhiều với phái nữ mà mắc đạo tâm là do ngay chỗ đó. Họ đã quý rồi là họ cung phụng ghê lắm. Họ lo lắng vô cùng. Mà khi mà họ ghét rồi là họ bỏ xuống chân. Họ đạp dậm. Mà họ mang gút cao họ dậm vài cái chết quẹt. Trời ơi ghê lắm á trời. Cái gì nó cũng có hai mặt quý vị ơi. Nên đừng có nói mà thấy mấy bà quý thương á, mà mình thấy ngon. Coi chừng mấy bà chở mặt một cái là chết. Quý vị thấy không? Điêu thiền á. Một mình điêu thiền mà hạ hai tên á, tướng giỏi vô cùng. Một người là Lữ Bố Động Trác, quý vị coi đó. Mà điêu thiền có miếng vỏ nào đâu. Vậy mà chỉ dùng cái lưỡi thôi mà cắt cổ hai tướng Động Trác và Lữ Bố. Trời ơi, kinh chưa? Đó, nên từ nơi đó mà đối với phái nữ là phải gần gần xa xa gần gần. Hiểu không? Đó, phải như vậy đó. Xa quá thì không có tình cảm thì không hướng dẫn được, mà gần quá thì nhàm mặt rồi cũng không nói được luôn. Hai cái điểm này nếu không nắm được thì tức khắc gần người nữ là có tác dụng phụ liền. Xa quá không được, gần quá không được. Như vậy thì làm sao? Gần gần xa xa gần gần. Đúng không? Như vậy thì đạt. Cái gì coi người ta về đây, những đức hướng dẫn nhiệt tình rồi tu chung, rồi xong cái rẹt lên trên phòng, rồi xong ở trên đó niệm Phật này kia, chứ đâu có xuống đây đâu. Không tiếp gì ai hết trơn. Như vậy thì không ai nói được mình cái gì cả. Còn nếu như bây giờ mình tiếp một số người cúng dường thì thua rồi. Thấy không? Đây là kinh nghiệm rõ ràng luôn đó. Nên gọi là gần gần xa gần gần đó. Nếu bây giờ mà không gặp luôn gì hết trơn thì nó không có tình cảm. Sao hướng dẫn đây? Không có duyên. Nó nên phải gặp mà chia sẻ cái gì nè. Có nhiều người ở tuốt phía sau, xa thì xa, nghe mình nói chuyện vậy mà người ta ngồi tuốt phía sau thế này nè. À, tại vì người ta không thấy mà thấy cái mặt nó nhỏ xíu à. À. Rồi có nhiều bà thì bà nói là từ xa nhìn thấy thầy mà chỉ thấy răng thầy không mà không thấy mặt. Tại vì sao? Miệng như đứa nó rộng, cười thì hàm răng nó to. Răng trắng, từ xa nhìn thấy hàm răng mà không thấy mặt. Mặt đen thui mà thấy răng không à. Có nhiều bà nói nhiệt tình như vậy mà. Mà nói à, thôi cứ thấy vậy đi. Chứ thấy chi mũi mắt chi cho nó mệt. Đúng không? Cứ nghe tiếng là được rồi. Pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm mà. Hiểu không? Nó nghe âm thanh mà chịu tu là đặc biệt nhất. Đó nên quý vị nhớ nè. Mình biết tu, biết dẫn dắt ông bà người thân mình tu. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng trong cuộc đời này. Rồi kết duyên được như vậy rồi, sau này những đạo tràng bên kia nó phát triển rộng ra. Thì thí dụ như cha mẹ người thân của mình thường đi đến chùa này tu á, mình đủ nhân duyên, một là ở nhà mình hộ niệm thì cũng có phương pháp. Hai là mình dẫn dắt đến chùa, nhà chùa hộ niệm cho cũng đặc biệt. Đó là cái điều những đức hướng dẫn rất là kỹ. Mong hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta nghe đạo tu học phải nghiêm túc và phải niệm Phật đầy đủ tín nguyện đến chi, để mà gây dựng cái đó để cuối cuộc đời chúng ta về cực lạc nha quý vị. Ai gì đọc nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.